Chào bà cô chú ai đồng. Con chào bà cô chú. Đồng hăng hái quá. Này chào bà cô chú đi. Chào bà cô chú. Đồng chào lại, đồng chào lại. Đồng chào lại, đồng chào lại, chào lại cái. Ơi ơi. Chào cô chú. À, chào anh chị và các bạn, sáng nay thì sau khi ăn sáng xong thì chúng ta lại tiếp tục đi vào một khu chợ nữa, mà tối hôm qua thì em có chạy lòng vòng ở bên ngoài, thì sáng nay mình sẽ đi dạo vô chợ để mua một ít bánh kẹo, rồi sẵn dẫn anh chị đi vô tham quan chợ luôn ha. Rất lâu rồi mình không có vô đây, sẵn đi vô đây hỏi thăm người cô luôn, không biết dạo này cô bán được hay không. À, tình hình chợ thì giờ này chỉ bán ở bên trong thôi, bên trong nhà lòng chợ thôi, chứ ở bên ngoài thì không còn chợ đêm nữa. Hả, à, thấy cháu? Ở quê thì hay làm bánh kẹo, bánh mứt, còn ở thành thị thì hầu như chỉ có mua thôi. Đó, mình đi dạo vô đây để mua chút bánh kẹo. Hoạt động mua bánh gì? Không biết. Hôm đi mua kẹo gì? Kẹo để nhà ngày Tết thôi, cho nó vui vui, cho nó đầy đủ. Những nhà hàng khách hả? Nhà hàng dép. Ừ. Rồi lại lại bà coi. Bánh gì? Lại hỏi bà có món khoai tây chiên không? À, cô Hồng nay có ra không? Không biết cô Hồng nay có bán không? À, Hồng Quân, sạp Hồng Quân. Sạp đây mà cô Hồng chưa ra. Chưa ra hả? Kẹo gì? Kẹo gì? Kẹo dừa. Kẹo dừa sáp à. Em mua kẹo chuối nè. Kẹo chuối có mấy loại? Cái này là kẹo chuối thơm nè anh. Còn này là kẹo chuối. Chuối thơm. Chuối thơm hả? À. Còn lại đây là kẹo chuối thường nè. Ủa cô Hồng chưa ra hả chị? Dạ có không? Cỡ 10 một chưa. Này chuối gừng. Nhiêu ký hả chị? Anh lấy loại nào? Đó, cái loại chuối gừng này rẻ, cái loại chuối gừng này 150. 150. Loại này 200. Nửa ký nhiều ta. Vậy lấy nửa ký này với nửa. Chị lấy hai loại, mỗi loại đi nửa ký. Rồi. Khoan. Ồ, hồi nãy gì đây? Bánh gì đây? Bánh đậu sen á anh. Bánh đậu sen. Cái làm tự nhiên như à. Này mực nữa nè, mực. Mực sấy nữa. Cái này là bánh đậu hồng. Bánh đậu hồng gì? Bánh đậu. Bánh đậu sen. Mùi đó chị, hay là cam sấy màu mới mới ra nè. Ờ, quá trời loại thôi. Ờ, khoai này. Ủa cái này là gì quên rồi chị? Củ năng. Củ năng. Có mứt gừng không chị? Củ năng, này khoai khoai tây đâu phải không? Khoai khoai tây không? nó giãn động mà. À, loại này là mứt dừa. Ồ, miếng dừa bự vậy hả? Quá trời luôn. Đó, anh chị nào mua đầu Tết lại shop Hồng Huân ha. Đó, shop ngay góc luôn. Đó. Ngay góc chợ. Nga ủng hộ cô cho vui. Ê, đồng nói, đừng móc, đừng móc. Này là trái mắt, mắt gì mà quên rồi. Mắt gì? Mắt ca.
nhìn giống quả trứng vậy. Ừ, nhìn giống quả trứng vậy đó. Hôm nay hạt hạt gì phải không? Lúa. Hạt dẻ. Rồi lấy kẹo lên đây nhìn này, lên đây nhìn. Mỏng lên. Wow. Quá trời luôn nè. Ba, đó là kẹo sô cô la hả? Đâu đâu đâu. À đúng rồi, kẹo này là sô cô la nè, trời ơi đồng hay thiệt á. Kẹo. Ở trên đây là gì? Trên đây là gì? Cà phê, trên đây cà phê. Chị em lấy em 100g kẹo chuối này nữa chị. Kẹo chuối tươi. Kiwi hả? À đúng rồi, kiwi á, trời ơi đồng hay thiệt á. Sao đồng biết hay vậy? Ồ này trái cam cam sấy. Cam sấy. À. Còn này là bưởi sấy. Vỏ bưởi sấy. Là cà phê. Ủa khô bò không có khô bò cục cục hả chị? Khô bò cục hả chị? Dạ. Đâu khô bò đâu, khô bò miếng. À. Cục miếng với cục nào ngon hơn chị? Mỗi cái mỗi loại chứ sao biết được. Mỗi loại là mỗi vị. À, đây là khu vực cà phê. Kẹo mè. Đâu ăn được không? À, thằng hướng này là cửa Tây. Ủa cửa Đông. Này mặn không? Mới đây mà ăn thử cái no luôn á. Hả? Mua nãy hả? Có mứt me không? Lấy mứt me cay hay là không cay con? Ăn cái trái gì nãy bà nói trái gì quên nữa rồi. Trái gì? Nãy bà nói trái gì? Hạt dẻ hả? Hạt dẻ cười vậy hả? Biết ăn không? Nó cắn gãy gần. Hai lần 50 mua tối mì ăn ngon rồi mình. Chị mua nó chơi phải không? Ăn hả? Nó lăn lăn. Là mua cái trái mắc ca kìa. Phải. Thịt. Vậy hả? Con kêu đi, con kêu bác bán con hạt mắc ca đi. Thôi con kêu đi. Kêu đi. Rồi, mấy trái, mua mấy trái. Hả? Mua nhiều trái hả? Hai trái được không? 100 trái hả? Bán không mấy. Hay đi mất ca cũng chị. Chị lấy em 100g mắc ca này nhiều không? À, nhiều không ta? Cái thử coi. Hồi xưa nguyên vàng tiếp viên nói tiếng Anh, tiếng Tàu, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha. Giờ chỉ còn tiếng Pháp. Giờ chỉ cần nói tiếng Việt thôi. Giờ này bán được không chị? Tụi em nghỉ mấy tháng cũng vừa mới ra đây chứ thì được nó con hồng nghỉ mới ra hồi từ mùng một đầu tháng đi nghỉ thì một tay á. Hồi đó là 100 hả? Lấy hồi vậy lấy nửa ký đi hả? Lấy nhiều lên. Có muốn gì có? Cô xem mất me nè. Ủa nam đâu chốt rồi.
À, đây có rất là nhiều loại luôn. Đây là hạt hạt điều. Hạt điều 50.000 một 100 gram. Đâu. Còn thêm một trái nữa là mấy? Một với một là mấy? Một là hai. Hai với hai là mấy? Hai với hai là ba. Vậy hai với hai là mấy? Hai với hai là một. Cái gì? Hai là một. Hai cộng hai là mấy? Hai cộng hai. Hai tỏi ớt. Hai cộng hai là điểm rồi. Hai cộng hai là bằng bốn. Đúng rồi đó. Trời ơi. Phải lấy bàn tay ra mới biết. Đưa cô hai trái luôn đi. Rồi trả cô hai trái. Hả? Rồi tính tiền đi, được rồi. Tính tiền em đi chị ơi. Có nhiều rồi đó. Một đen nhiêu? Cái này là cửa nam. Cái sạp màu là ngay ở giữa luôn ha. Trung tâm luôn á. Cổng trung tâm. Đây là cửa bắc. Tôi tính đúng giá thì quen thì chạy. Em mới thấy giá thằng này. Quán cái này không? Mày có rút tiền không? Để lẩu xe. Nhìn đi trả. Hả? Ủa anh kia rút tiền á. Giống như cây ATM di động. Tưởng đâu có đem tiền theo rồi chứ. Cho mấy cục nè. Cảm ơn cô đi. Lấy hai tay chứ. Em cảm ơn chị nha. Em cảm ơn anh chị. Dạ, yeah, cảm ơn chị. Cảm ơn cô chưa? Lớn lên. Mua thêm đồ lưu niệm gì không? Em mua đồ lưu niệm. Dạ, rồi, cảm ơn chị. Lấy lên sách chưa? Chơi không khỏi ăn luôn. Cái trái tròn tròn này trái gì? Trái tên gì? Hả? Mắc gì? Mắc gì? Mắc ca. Nè, mắc ca đây nè. Em tưởng anh hỏi là rút tiền chơi nhà hết tiền rồi. Dòng cái nữa. Đây tới trái cây. Mua nọ tươi với cây nha. Bơ, cho bơ. Chấm chín nè. Nằm giùm em coi. Dạ không. Anh lấy sơ ri nè, mua sơ ri nè. Nhìn sơ ri thấy ngon quá. Đây, bao la luôn. Bao la luôn. Nó ngon một hộp thôi. Wow. Tự lấy luôn. Lấy thôi thì là lấy luôn. Hộp nào ngon ngon. Rửa hết rồi đúng không? Về ăn luôn chứ khỏi được. Nhiều hộp rồi con? Đây. Rút tiền nữa hả? Ủa, em rút rồi quên. Rút gì đó không? Chị em không gì không con? Tình me rút nữa. Đâu? Đưa tiền đây. 50. Thông báo ATM gần hết tiền. Dạ có cho con bình muối ớt luôn. Trạm ATM sắp hết tiền. À, đây rất là nhiều trái cây tươi. Xoài, bơ, sầu riêng, mít.
con chị và các bạn có mua món gì không? Em ăn chè ngồi đi em. Này, hôm nay em mua luôn nha, mua em gửi về luôn nha. Nếu không là chỉ gửi chút tình thôi chứ không có gửi được hiện vật, hiện tình thôi. Vòng qua đây coi có bán gì nữa không? Không, mình có ăn gì nữa không đồng? Một cái trái táo, cái trái táo gì nó xanh xanh mà nó táo nhỏ xíu à, cái táo nhỏ xíu à. Khu vực này bán trái cây không thôi, hôm trước cũng là bán trái cây à? Mày xách ra dẫn đây. Đấy, nãy đi gửi cô Hồng hả? Nãy chụp gửi cô Hồng hả? Mua chị xem hai chị ơi, con làm con đẹp con mấy chị. Dạ. Đây ngày nào cũng ở đây lưu niệm biết. Còn chợ là còn lưu rồi. Cái đó là gì? Củ cải trắng khô hả? Cải trắng khô. Gọi là cái gì á? Quên. Sa bấu hả? Không phải. Không phải, ngoài sa bấu là cái gì nè? Ở bên đây có bán gì? Đấy, cái gì đó. Qua đây coi. Không biết cái gì dạ. Hồng sấy, hồng khô. Đồ ăn sao bổ lượng không đồng? Chị, bao lì xì đi. Nhiều mẫu đẹp lắm. Xem đi chị. Nè, có màu vàng bóng nữa nè. Có con trâu nữa đó, chị coi đi. Bao lì xì nữa. Vô mừng quá, gặp cái mừng quá, mở không được. Bao đẹp quá lì xì. Quá trời kiểu luôn. Là gắm đó chị. Ủa mấy cái này là treo bàn thờ hả? Nè. Đó, luôn, hồi bữa giờ tính ra ở nhà là gửi 100 bao lì xì vậy đó. Quậy sau lưng em đi có quậy đủ hàng viết cho chị câu dễ nhìn nữa. Rồi. Ra đi với em là người đẹp. Có nữa hả? Có bà chủ em tính giá sỉ luôn. Dạ. Yeah. Bao lì xì giá sỉ nữa. Dạ. Bao lì xì có ruột không? Bỏ ruột dày dày được rồi, bỏ ruột là lấy một cái mà có ruột đầy đầy. Trời ở đây quá trời, như chợ lớn. Còn nếu mà chị lấy hàng nhẹ thì qua cái này là hàng sắp một cái như chị. Mỗi này sắp một cái rồi. Không, cái này sắp thì 3 cái, 4 cái, 6 cái cũng có. Nhiều kiểu à. Dễ thương quá ha. Ở đây nói trước giờ bán nhiều sao mình không biết à. Ở đây trước giờ bán cũng ngành hàng này luôn hả? Dạ đúng rồi. Bây giờ chưa đi tới đây. Anh đi thoáng qua nay Tết mới thấy rực rỡ chỗ này. Tất nhiên là chỗ này bao lì xì biết nó là chắc là xe. Đi. Đồng lấy bao lì xì nào đồng? Mở ra bỏ tiền cho thôi, còn lì xì biết là nó cắt ra. Đẹp ha, này đẹp ha. Nghe là đẹp không? Ờ, đẹp. Ngược coi. Cắt lỗ lỗ lỗ. Cầm ngược coi, nhìn cái đúng rồi. Ừ. Thôi đừng lấy ra nữa. Đó là cái mẫu. Được mà chị cắt mẫu này. Ủa đó bán sao? Mà nhiều lỗ quá, không biết mẫu nào đây. Ấy có dòng gì đấy nè. Rồi gai đứng chuyện nữa. Được được rồi em ơi. Này là đại thường đúng không? Dạ. Ôi, đồng đeo cái bự vậy. Cái này lớn. Học bự. Nếu mà chị lấy mấy cái mẫu giống như này. Sắp có 2 cái giống như này nó có mười mấy mẫu rồi, mẫu hoa đó. Mẫu này. Ủa sắp 2 cái thì giá nhiêu? Nó bằng giá nhau hết luôn. Có 20 ngàn một sắp. À có 20 ngàn sắp hả? 20 ngàn một sắp. Này quạt. Sắp 6 cái cũng có mà tùy. Có cái hình dáng gì nè, hình dáng cho bà ngoại dán tường nè.
Con cái đó, người nướng xích quăng. Cái này nó nhỏ nhỏ rồi. Ừ. Hai đứa cùng cửa rồi. Ừ. Vừa hả? Nên đi mua cái tấm này cho má dán lên tường nè. Nè, đẹp không? À, hỏi My coi, hỏi My coi đẹp không? My ơi. Thôi lấy chi? Chi không? Quay phim. Đi quay phim. Giới thiệu với chú. Trời ơi, nhà chị bắt cho anh. Hả? Mấy này hàng em đưa chị hàng đẹp không bắt em, nãy giờ nó có đưa hàng thường đó. Mấy này nó không. Cái này cũng 20 nghìn không nhiều. Dạ, đúng rồi. Này sắp có một cái hả? Hàng cắt ra xe. Người ta bán từng cái đúng không? Ừ. Nãy giờ đẹp không? Đâu, 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 đâu. Không sao đâu chị, cứ coi đi đâu có gì đâu. Rồi chị tao nói. Ông khoái màu gì? Này. Hả? Thôi vậy ông kháo ra đó ông ơi. Rồi, xuống tiền giùm chị đi. Ủa cái gì á? Đây kia có hình ông Phật. Hình ông Phật đứng quạt quạt nữa mà. Là nó bự ra rồi. Con trâu này, con trâu lông keo, cắt tường. Cái này dán đâu ta? Này dán tường. Cái này mình dán tường, treo áp tường được luôn. Này là mấy miếng? Một miếng hả? Hai miếng? Dạ, một miếng. Còn nếu mà anh mà xài hai miếng là qua cái loại dán. Cái này là dán. Bịch có hai con. Ờ, à, loại dán đi, hai con đó đi hả? Thầm má dán hai bên gì đó. Lấy cái chầu dán lòng đó. Nhưng mà nếu mà anh treo nó đẹp hơn là dán. Tại vì treo thì anh mà treo ở đâu? Treo trước cửa luôn á. Mà hả? Treo áp tường luôn á. Mà ra thấy mất tiêu luôn á. Nó có cái nó có cái đuôi thòng xuống. Không thôi anh chị nó mà dán trong tường thì là lấy băng keo hai mặt dán vô đi đúng không? Dạ, còn không thôi anh chị cứ lấy loại treo đi, em sẽ tặng anh chị một cái loại dán tường. À, này đẹp này. Dán kính thích vô luôn. Nó cứng lắm, nó cầm suốt. Con này đi, con này dễ thương nè. Một bịch có một con á, chị lấy mấy con. Thôi, một con thôi. Một con thôi nha, đây có cái hình nè. Hình gì má để ở giữa nè. Ghế trong em có con trâu đèn nữa nè. Mà em biết treo đâu. Giống như lồng đèn. Bật lên nó có đèn. Anh chấm qua cho người ta đi về. Rồi. Cái này chị chọn món nào thì con nào đâu? Mình lấy con nào nhỏ nhỏ thôi. Con nào đó, con đó đi. Con bò vô con trâu. Con nào? Cái hình nào? Nè hình này nè, hình hai con này nè. Hình hai con này phải không? Hai con dưới vàng thôi. Lấy cái siêu thị. Rồi. Cái siêu thị. Nhiêu tiền? Dạ. Chị năm nay chị có lấy mấy cái chậu vàng chân này thôi. Mấy cái đó má mua chứ. Nhiêu tiền nè? Nhiêu tiền nè? Nhã chị lấy mấy sắp đó, ba sắp đó, nó hỏi gì ba cho chị chưa? Ờ, giờ đứa nào chị quên rồi đó. Nãy chị lựa ba sắp của chị nè. Nãy này nè. 300 dưới cơ rồi đó. Ô, 130. Này tích lớn dữ, quá trời bao lì xì luôn. Chị có mua thêm mấy con trâu chân không? Trâu vàng chân. Không, chị không. Dán dưa, dán lưỡi có cần không? Dạ thôi cái đó để má mua. Rồi cái đó. Không có bao nhiêu em ơi? 60 là 3 sắp, chị lấy 3 sắp lì xì phải không? 360 là 320. Trời ơi. 320 phải không? Dạ. Nè có 20 nè. Rồi đủ rồi đó. Cái gì về. Tìm gì nữa không nói giúp cho. Hết rồi. Ở đây đủ. Vòng vòng. Dạ rồi, cảm ơn. Nhà cái bên cần gì ra mua tiếp. Dạ, rồi, cảm ơn em. Quay lại đi, kẹt xe rồi. Em cày. Mua nón không em? Dạ. Con trai mua nón không con trai? Khóc lên cho mẹ mua coi. Khóc lên mới được. Nón gì không? Rồi ra đi đường này về luôn. Đừng lỡ đường nãy đúng không? Thằng ra đây mình lấy xe luôn.
đồng mỏi chân rồi đó. Thông báo ATM hết tiền. Thông báo. Mật khẩu cũng quên, mật khẩu đã rút rồi. Nhắc lên. Quên mật khẩu rút rồi. Đó. Đồng mà quên mật khẩu ở đồng. Anh em đóng cửa. Hả? Nói chung về ngân hàng cũng không có làm việc nữa, mai chủ nhật nghỉ luôn rồi. Nên ngân hàng đóng cửa rồi. Dạ. Bye bye bà con chú đồng ơi. Bye bye bà con chú, con đi về nha. Đi về hả? Nị bye bye, nị bye bye. Bye bye bà cô chú, con đi về nha. Hai dắt video clip hôm nay xin được khép lại. Một số hình ảnh sẵn đi chợ rồi chia sẻ cùng bà con cô bác ha. Nếu mình có ở gần đây ha, ở các tỉnh khác mình lên đây chơi thì đi vô chợ chơi cho vui, cũng có rất nhiều đồ. Các anh chị đã lâu rồi mình chưa có về Sài Gòn thì hôm nay qua clip này thì hy vọng sẽ gửi Sài Gòn đến gần hơn với bà con cô bác. Nói chung chợ mùa này mùa Tết mà cũng không có đông, cũng buồn ha. Này bán quá rất nhiều quần áo nè. Rồi mình ra đây là đường Phan Chu Trinh, bên đây là Nguyễn An Ninh. Và video clip ngày hôm nay đến đây xin được khép lại. Một lần nữa xin cảm ơn đến toàn thể cô chú anh chị và các bạn. Chúc một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Đặc biệt là giữ gìn sức khỏe, còn mong cho cái đại dịch này nó sớm đi qua để người dân